Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zuba sở thú nổi loạn nha anh em. Và anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, dùng cái chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất khi mình ra video. Comment ý kiến xuống phía dưới video. Và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé. Click quảng cáo và xem hết quảng cáo. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và mình có làm thêm các video ở kênh Mr. Thành bên này, đó chính là Slam Team, series về Slam Rancher với Subnautica nhá. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Tiếp tục. Và đây nhận thưởng cái, đó chính là 800. Oh my god. Vì nâng cấp lên được, con này sắp nâng rồi thì phải đúng không? 2000 à? Không nhớ là bao tiền, nhưng mà cái dưới trên là cái Zu VIP phải active cơ thì mới được. Ôi, được thêm cái hòm bạc kìa. Một hòm bạc cái. Hòm bạc sẽ làm cái toolbox. Nitro Balls sẽ được level 4 anh em ạ. Rồi ok, tạm thời cái hồn hơn 200 vàng. Được. Thêm coin cho Nick. Free. Con này giá 1500. Đang giá khá là đắt. Free. Đây, cái dưới là 500 để nâng lên cấp 2 à? Cũng ngon chứ nhở. Cái này mình cần một cái nữa thì nâng cấp lên cấp 2. Character mình sẽ, con này sẽ cần khoảng 1200 thôi anh em ạ. Oh my god, fin. Hay mình chơi Oli ra, Oli cũng khỏe. Oli cũng cần khoảng 2000 tiền. Rồi, Oli đang level 5 và hy vọng là sẽ có thể là, đây, mình còn vào mình còn giúp đỡ anh em. Ui, có tận 40 cái luôn anh em ạ. Ui, my god, mình sẽ ấn một cái này cái cho nhận được thêm vàng. Rồi, mình sẽ để vào đây. Mình có mấy số cái biểu tượng mặt này trông khá là buồn cười ra. Rồi, con Oli này thì chơi cũng được. Gấu trúc trong này thì khá ít người chơi gấu trúc thôi. Hầu hết họ chơi rùa, họ chơi ba lăng nhang các kiểu. Mình đã trang bị cái cung và ghế rồi. Chết rồi nè. No, hello. Mình có thương rồi anh em. No, ok. Đam mình khá to chứ, đừng có đùa. Cái này nó đang di chuyển nó hơi kiểu là Sida. Rồi, chúng ta trở lại với trạng thái bình thường rồi đấy. Hiện tại trở lại trạng thái bình thường rồi. Ăn cái này xem có tăng được cái gì không. No, ra xem còn đồ gì không. Hello. Có đồ gì không mấy anh? Cho em xin ít đồ nào. Cho ai cố gắng nằm trong top 5 là ra một thành công với con Oli này rồi nha. Mình vào trong này trước đi. Cho nó chạy rồi anh em ơi. Nó chạy rồi. Nó chạy rồi thì phải. Mình thấy có chỗ nào nó di động cái là mình bắn. Không thấy ai luôn. Bắn hết máu rồi. Quá nhanh luôn. Cái con đấy thì nó sẽ đớp máu cực kỳ là. My god. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Cái gì đã xảy ra vậy? Giờ di chuyển cho chỗ này cho nó xa xa tí. Oh my god. Đồ anh em ơi, nhưng mà mình không nhặt được, nó tít ở ngoài. Hơi đáng sợ tí là mình không nhặt được đồ. Nào. My god. Nào. Từ từ nha. Tinh tinh ạ, à, súng vàng kìa. Trâu thế. Nó trâu ấy anh em. Ok, tôi đi qua sông. Vãi lều. Có cần phải thế không? Máu. My god. Trời. Vào đây ăn cái. Ui giời ơi. Nguy hiểm quá. Ui giời ơi. Sắp chết.
Ôi, my god. Ôi giời, nói chung con gấu nó sẽ là hơi bị top 5 này anh em. Vừa mới nói sao top 5 thật ạ. Và hy vọng sẽ được cái hộp bạc hay hộp gì đó. À, mình vừa mới nâng cấp cho con đấy đúng không? Nâng cấp cho con cá mập đúng không? Yes, Team Butter. John's Team Butter, có ai John không? Hello, không ai John thì mình sẽ tự đánh vậy nha. Chú đang ở phía trên à? Ra ở phía trên này thì để tính toán xem. Tính toán xem như thế nào. Oh my god. Có thêm đồ này. Rồi, đi nào anh em ơi. Lấy hết đồ đã. Trên này thì không có đồ gì cả. Phải nói trên này không có gì ăn cả. À đây rồi, có người rồi. Mời. Được rồi anh em ơi, không cái máu. Chúng ta sẽ không cái máu trước nhá. Lướt qua. Chưa khá là lâu đấy chứ. Mình có thể nâng cấp được cho cái này lên cấp 2. Bằng cách là chúng ta mua thêm một cái đoạn nữa. Tiến ra mình mua xong mình nâng cấp 2 nhá. Mình thấy nó khá là ổn. Khá là ổn áp. Con ở ngoài kia anh em. Có một con nó ở ngoài kia luôn. Con chim cánh cụt nó đang ở ngoài kia. Và tôi không biết là cái vòng bo nó sẽ bo vào đâu đây. Nó bo vào đây anh em ạ. Khá tốt. Chết mày đi. Con bò không kịp trở tay. Đúng không? Con bò không kịp trở tay luôn. Con bò ở đâu ra? Con bò nó sang tiến sát đây rồi. Chuẩn bị là thịt thôi anh em ơi. Ai da. À, thế không ra nữa à? Vậy liều. Ui ồ, con lợn ở đây. Không được rồi anh em ơi, chúng ta không thể nào mấy được rồi. Từ từ, nó vẫn đang đuổi theo mình. Con lợn này nó vẫn đuổi theo mình anh em. Xem nào. Xuống dưới xem nào. Ui, sợ vãi. Nó bắn ra một cái, thấm lắm anh em ạ. Ui, ui ôi ôi, sợ thế nhở, nó khỏe thế. Cắn vào người ấy nhở. Nó có một cái răng level 4 à. Đây, nó có một cái răng level 4 ở đây. Nó được cái hòm này. Còn chắc khi mời anh em vào chơi cùng đi xem. Không biết là mạng không biết có ổn hay không. Để mình xem invite này. Không invite được ai cả. Không có ai online để mà invite luôn. Hiện tại không có ai invite. À không có ai online để mà invite. Có lẽ sau trận này mình sẽ chuyển sang con không biết lúc trước mình top mấy ta. Oh my god. Từ từ thôi. Cười mẹ anh ơi. Được rồi. Như bên này có đồ thì phải. Ok. Rồi, em lấy được đồ rồi anh ơi. Em lấy được đồ rồi. Bây giờ em chỉ cần đi lướt ở đây thôi. Có máu. Có máu anh em. Rồi, ok. Để tiếp tục rồi, tiếp tục lên đường rồi. Nào, vào đây nè. Có đồ, có máu. Cho đang lướt đi. Hiện tại đang có 2 mạng, 2-3 mạng gì đó. Rất tốt. Đấy nha, với con này là một cái gì đó không ổn đâu nha. Không ổn đâu. Ui. Vậy đều. Oh my god. Tôi đang xem là vòng bo nó đang ở đâu. Vòng bo nó sẽ bo lên trên này anh em. Hiểu không? Lên bờ là cá mập lên bờ là hơi yếu nhá. Theo như tôi đánh giá là cá mập lên bờ sẽ hơi yếu hơn một xíu so với là cá mập dưới bờ. À cá mập dưới Oh, có một con gì đó ở đây nè. Oh my god. Có một con gì đó ở đây nè. Oh. Thì ra là hươu cao cổ. Hươu cao cổ là trâu lắm. Chúng ta sẽ đợi rồi. Không ai trên này luôn ạ. Có con đã lấy máu rồi anh em. Kiểu gì nó cũng biết là chúng ta đang lướt ở đây. Top 12. Sao trận này top phải lâu ta? Người nói trận này top rất là lâu. Có con gì đó ở trong này sao? Trong lùm cây sao ạ?
mình không nhìn xa được. Lấy đồ phát. Ok, lấy đồ vàng. My god. Lướt qua chỗ này cái, chúng ta có một đồ vàng rồi. Từ từ, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào mấy cưng ơi. Ê à, đau phết nhở, còn đấy trâu thế à? Có đốt lửa hay có cái gì đó. Ui ui ui, chết rồi, con này chết rồi. Ui trời ơi, mình có sọc vào đấy chứ có khi là giết được nó rồi không. Trời ơi, đen thế nhở. Tôi mấy, tôi 4 à. Ây à, cay nhở, vẫn bị nó giết anh em ạ. Vẫn bị cái thằng này nó giết thôi. Rồi à, kinh nghiệm hơn rồi đấy. Yes. Hôm nay chơi hay quá, may không có ai để mình mời nhỉ. Không có bạn nào ở đây mình mời phát. Có cái social này. Ok. Vào không em ơi, chiến không, ready luôn. Ui, có level 3 à? Level 3 thì hơi yếu em. Này thì anh hơi khó cân em rồi. Em có chơi không? Không chơi thì anh ra anh chơi trận mới đây. Bạn không chơi rồi. Chúng ta sẽ chế trận solo thôi. Chúng ta sẽ character thôi. Đó chính là con Larry, xem nào. Nâng cấp bây giờ thì có lẽ tôi sẽ nâng cấp một cái nữa. Đó chính là cái item. Đó là mình mua một cái anh em ơi. Đồ này, vào store này. Chúng ta sẽ mua một cái, sợ không đủ tiền để nâng cấp thôi. Token. Ui, 1.000 đồng anh em ạ. 1.000 đồng với vãi trưởng. Cái wake up này chúng ta sẽ thay cho Nitro Bow à không? Mình sẽ thay cho Nitro Spear. Equip vào cái này. Theo mình nghĩ là hợp lý. Mình sẽ nhặt đồ rất nhanh. Lúc đầu tiên nhặt đồ siêu nhanh luôn. Và rất là hy vọng là chúng ta sẽ có thể đạt được top 1. Nếu không được top 1 thì nằm trong top 5 nó cũng là ngon lắm rồi. Nó cũng là hay lắm rồi. Oh my god. Đồ mắc nhanh luôn. Yes. Nào. Ok, chưa có anh em ạ. Chưa có cung. Rồi, thế thôi. Tạm thời thế đã. Đi đã. Sang hẳn bên này đi, tao có một cái máu này. Tốc độ chúng ta bị giảm xuống rồi đấy. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải combo chuẩn thôi. Oh my god. Ở đâu ấy? Trên. Thấy không? Đấy, có thằng ở trên không? Nó đi nhẹ nhàng thôi anh em. Bắn xịt quá nhỉ. Thế nhỉ. Qua đây không anh em ơi. Qua đây không. Hello. Hello baby. Chết rồi. Mình muốn ngưu đắc lợi cho anh em ơi. Muốn ngưu đắc lợi thì hơi khó. Di chuyển của đấy thì là tốt thế nhở. Toàn cao thủ vậy. Không biết mấy anh hạng cao thủ bao nhiêu luôn. Mình mới cấp 8 à. Cao thủ quá nhỉ. Chạy rồi đấy. Đau ghê. Không được, nó khả năng hồi máu tốt quá anh em. Khả năng hồi máu nó quá tốt luôn. Ok, sao ấy?
tiếp tục lại chơi kiểu trò này. Ui trời ơi, combo nó, ui cái lửa của nó tốt thấm thấm anh em. Level 9 luôn anh em ạ. Ui nó sao nó có 20 cái răng hay nhở. Tôi không có mấy cái răng đấy, nhưng dù sao là chúng ta vẫn được cộng thêm 5 cúp. Không phải là quá là top 1 thì sẽ là hơi khó, nhưng mà nằm trong cái top mà không bị trừ cúp và được vẫn là tăng cúp đều thì là tốt nhất rồi. Không có gì là phải bàn. Vãi lều. Ok. Nó có thêm máu để ăn máu luôn. Rồi. Tạm thời là cũng không đến nỗi là quá tệ. Di chuyển rất là nhanh, chạy rất là nhanh. Bắn rất tệ nhỉ? Đan nó không được khỏe. Đan nó không được khỏe cho lắm ấy. Làm gì đây? Anh chạy ra bên này rồi cưng ơi. Ra bên này rồi. Để kiếm thêm đồ rồi. Đâu còn ở lại đấy chơi nữa. Thời gian đâu mà chơi nữa. Nhà báo việc. Ê, anh khôn lắm cưng ơi. No. Thôi, chú đi tìm chỗ khác nha. Ui ôi, lát thế nhỉ. Lát mạng lát thế ta. Mình không vào rồi. Mình đã bảo mình không vào chỗ đấy rồi anh em ơi. Đang nằm trong top 13 và kiểu này thì chết sớm. Không được anh em ạ, không được. Không bắn xuyên qua được nhỉ? Không thể bắn xuyên qua được luôn. Oh my god. Chúng ta vẫn đang cho tôm chín đấy nhỉ. Rồi, quả này thắng được kìa. Gọi là quá bá đấy. Mình sẽ không thắng được thôi. Giết rồi. Thì như là giết rồi anh em. Ui, tại sao nó biết đây nhỉ? Tại sao nó biết mình ở đây ta? Oh my god. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.